Và tôi muốn chia sẻ một chút xíu cảm nghĩ cá nhân của Thuận các bạn. Nói tới Sam Free và FTX đó, là một điều mà Thuận cảm thấy là rất đáng tiếc và nó có cái sự ảnh hưởng lâu dài đối với thị trường crypto. Và chúng ta đang chứng kiến cái sự ảnh hưởng đó đang diễn ra các bạn. Sam Free là một cái nhân vật mà cách đây khoảng chừng là 3-4 năm đó thì ít có nghe nói tới các bạn. Chúng ta cũng nghe nói tới FTX bắt đầu là từ năm, Thuận nhớ là 2020 đã nghe rồi, nhưng mà cũng ít ai quan tâm đến. Và Sam Free là ai cũng ít quan tâm đến. Nhưng mà đột ngột đó, Sam Free lại trở thành một trong những nhân vật mà được nhiều người biết đến các bạn. Bận quần sọt, tóc thì xoăn lên, là một tỷ phú, nhưng mà ít ra đưa ra một cái hình ảnh là cuộc sống rất là giản dị và thích dùng tiền của mình để mà đi quyên góp hay là vì crypto có thể làm tất cả. Đó là cái hình ảnh mà Sam Free tạo ra các bạn. Và thị trường crypto đó, lúc đó ai cũng nghĩ là chúng ta nên có một nhân vật như thế này. Nó giống như là, nói sao đây, nó giống như là bà Talib Buterin, nhưng mà cái phiên bản giang hồ hơn các bạn. Thích nói gì nói, thích làm gì thì làm. Và hầu như cái nhân vật này, đương nhiên các bạn thấy được sau này chúng ta mới biết là đó không phải là cái nhân vật Sam Free thật sự ngoài đời, nhưng mà cái nhân vật này xuất hiện nó giống như là các bạn lắp ráp cái mô hình rồi các bạn thiếu mất đi một cái mảnh cuối cùng, và Sam Free chính là cái mảnh cuối cùng để mà kết nối mọi thứ lại với nhau. Tại vì khi mà Sam Free xuất hiện đó, nó giống như là khi mà Warren Buffett xuất hiện khi xưa các bạn. Khi xưa đó, cái cách nhìn của người dân bình thường đối với lại Wall Street là những người mà họ lái xe sang, họ cực kỳ cọc cằn, họ chỉ quan tâm đến kiếm được nhiều lợi nhuận, họ thích xài sang, họ thích khoe của. Đó là cái cách nhìn hồi xưa của người ta đối với Wall Street. Và Phú Wall bây giờ đã khác xưa nhiều rồi các bạn. Không phải được nói là không còn những cái nhân vật đó, cũng còn, nhưng mà nó đã ít hơn xưa rất nhiều. Khi các bạn xem những cái video liên quan đến Phú Wall hồi xưa đó, những cái phim ảnh trước đây liên quan đến Phú Wall, các bạn thấy được là nó có một cái hình tượng khác liên quan tới người của Phú Wall. Rồi sau đó Warren Buffett xuất hiện là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt và đã tạo ra được lòng tin và đã có thể là hầu như kết nối mọi người lại với nhau trong thế giới đầu tư các bạn. Và chúng ta đã mở ra một cái thời kỳ mới liên quan tới đầu tư giá trị, liên quan tới nhiều thứ. Thì Sam Free cũng đâu đó giống như vậy các bạn. Khi mà Sam Free xuất hiện đó thì giống như là nó đột ngột kết nối những cái thế giới mà không nên crypto cộng lại với crypto. Trong nhìn trên màn hình đó, Sam Free đã có thể thuyết phục được rất nhiều người các bạn, như là Giselle, như là Tom Brady, như là Kevin O'Leary các bạn. Cho dù các bạn nghĩ sao về những người này đó, thì những người này họ thật sự là đã có tiền rồi trước khi mà họ gặp Sam Free, và có thể là họ đã nhận được nhiều cái lời mời để mà trở thành người đại diện hay là người đứng ra làm quảng cáo cho sàn Coinbase gì đó. Thì có thể là họ không đồng ý tại vì họ cảm thấy là nguy hiểm cao quá, tại vì crypto cái gì đó nó vẫn chưa rõ ràng hiện tại, nhất là liên quan tới pháp lý. Nhưng mà vì một lý do nào đó, khi mà họ gặp Sam Free đó thì họ là bị thuyết phục các bạn, và họ đã chấp nhận trở thành người đại diện cho FTX và tin tưởng vào Sam Free. Chúng ta thấy là còn nhiều người nữa, như là Stephen Curry cũng là một trong những cái cầu thủ chơi bóng rổ cực kỳ nổi tiếng và cũng đã có rất nhiều tiền trước khi mà gặp Sam Free các bạn. Larry David cũng đã chấp nhận lời mời để mà làm quảng cáo Super Bowl cho Sam Free. Thậm chí chúng ta có thể thấy được là Sam Free đó, cái sự ảnh hưởng cũng không kết thúc ở đó. Ngay cả về phương diện chính trị cũng có thể kết nối lại được. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó, cho dù các bạn nghĩ sao về Bill Clinton, nhưng mà các bạn thấy là Sam Free cũng có thể ngồi nói chuyện với Bill Clinton. Sự ảnh hưởng hoàn toàn là không hề nhỏ. Và ngay cả Tom Brady đó thì cũng đã nói là thật sự muốn tin là có nhân vật Sam Free. Cho nên khi mà sự việc này nó sụp đổ đó, khiến cho nhiều người cảm thấy tức giận các bạn. Và tại sao nói tới điều này? Tại vì các bạn thấy là Sam Free đó, cái sự ảnh hưởng không chỉ ở cái mức là có thể kêu gọi được những người nổi tiếng quảng cáo và tham gia vào crypto, mà còn có thể ngồi với những người mà làm chính trị lâu năm các bạn. Như là chúng ta thấy là Sam Free đó là người quyên góp lớn thứ nhì cho Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống. Và chúng ta cũng thấy được là Sam Free cũng có thể chụp hình chung với rất nhiều nghị sĩ dân biểu của cả hai đảng luôn. Có thể là nhiều người nói là chỉ đảng này đảng kia, nhưng mà thật ra Sam Free đã từng quyên góp cho cả hai đảng luôn các bạn, chỉ là nhiều hơn cho đảng này so với đảng kia mà thôi. Tôi sẽ không đi vào chi tiết thì nó cũng không quan trọng. Và ngay cái Sam Free đó, các bạn đã thấy được là cũng chụp hình chung với những người như là các bạn thấy là Keo Lai Phạm của CFTC cũng chụp hình chung với lại Sam Free. Và Sam Free cũng có cái mối quan hệ với lại Gary Gensler. Các bạn cũng đã từng biết, Thuận chia sẻ là Gary Gensler đã từng gặp riêng Sam Free, tại vì Gary Gensler đó trước đây dạy ở trường đại học MIT, và sếp của Gary Gensler lúc đó chính là Clint Allison. Clint Allison là sếp của Gary Gensler và cũng là cha của Caroline Allison. Và Caroline Allison là bồ cũ của Sam Free, thì nó có mối quan hệ với nhau các bạn. Nói chung thì Sam Free đó là một cái nhân vật mà
nó kết nối nhiều người lại với nhau. Và trước khi mà có Salmon Free đó các bạn thì được là nhiều người không quan tâm đến crypto, thậm chí về chính trị đó cũng ít ai nói đến các bạn. Và nếu nói tới đó thì phần lớn là tiêu cực. Nhưng mà Salmon Free xuất hiện thì trong khoảng thời gian 2 năm đó đó, hầu như cả hai đảng đều ủng hộ và muốn đưa ra cái gì đó tốt đẹp cho thị crypto này. Và theo những thông tin chúng tôi nhận được đó, thì Gary Gensler thật sự đã từng nghĩ đến việc là cấp giấy phép duy nhất cho FTX, sàn duy nhất trên Hoa Kỳ có thể là hoạt động một cách hợp pháp mà được tất cả ban hoạt động đến từ SEC. Không biết là thật bao nhiêu, nhưng mà như Bình Thuận chia sẻ cũng cho các bạn thấy được là nhân vật Salmon Free này đã, nếu như có thật thì là điều mà chúng ta đang thực sự mong đợi, nhưng mà kết quả thì không như là mơ các bạn. Kết quả thì đây là người mà đang ra tòa đối đầu với 7 tội danh hình sự hiện tại. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.